Chào mừng 20 tháng 10, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, là ngày mà chúng ta gửi lời tri ân, tôn vinh đến tất cả những người phụ nữ. Cũng nhân dịp này, Trang muốn gửi lời chúc tới tất cả những người bà, người mẹ, người chị, người vợ, người em. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một ngày 20 tháng 10 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa. Và mẹ của con cũng muốn nhân dịp này gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con trưởng thành. Cảm ơn mẹ đã là người thầy đầu tiên của con, cũng là người bạn đầu tiên của con. Cảm ơn mẹ đã đồng hành cùng con trong suốt hơn 30 năm qua. Con yêu mẹ. Mẹ yêu con, rất là yêu mẹ. Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong cái cuộc đời này. Và con cầu mong mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chào mẹ, con Hương. Chúc mẹ ngày 20 tháng 10 là hạnh phúc. Con biết là con không có nhiều tình cảm dành cho mẹ, nhưng lúc hay cãi mẹ thì nhưng mà con rất là yêu mẹ, nên mẹ hãy cứ yêu con như là mẹ và đã yêu mẹ. Con chào mẹ. Nhân dịp 20 tháng 10, con xin gửi lời chúc sức khỏe cho mẹ, và con muốn nói với mẹ điều mà con chưa bao giờ nói với mẹ, là con yêu mẹ. Nhân ngày 20 tháng 10, con cảm ơn chúc mẹ những cái lời chúc tốt đẹp và ngọt ngào nhất. Con gái cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con ra đời và nuôi dưỡng con trưởng thành đến giờ này. Và con cũng hy vọng rằng nếu mai sau khi mà con được người khác lấy đi thì con sẽ trở thành một người vợ và một người mẹ tuyệt vời như mẹ vậy. Con yêu mẹ. Hello mẹ ạ, hello chị Tâm Chuối. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc con bao lâu nay, đã luôn yêu thương con đến tận bây giờ. 20 tháng 10 này con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, kiếm được thật nhiều tiền nhận tiền để yêu thương chúng con thêm nữa. 妈妈你好，你看今天我带你给我买的眼镜啊，好看不好看啊？快到那个妇女节了，怎么说呢？就是希望你一生平安，快快乐乐的生活。谢谢你多年来这么疼爱我，这么辛苦的照顾我啊！谢谢你，谢谢你，我爱你。 20 tháng 10, em muốn chúc mọi người phụ nữ xung quanh mình và mẹ, đặc biệt là mẹ em, mỗi một ngày 20 tháng 10 vui vẻ và sức khỏe. Mama của ai nhỉ? Thế giới này chỉ có mama tốt. Mama, khoa phụ nữ chia khoa yêu đạo rồi. Tôi chỉ muốn cùng nhìn suy một chữ hoa. Mama, tôi ai nhỉ? Mama, tôi ai nhỉ? Mama, nhìn suy một chữ ai? Con chào mẹ nhân ngày 20 tháng 10, con chúc cho mẹ ngày càng xinh đẹp hơn, kiếm nhiều tiền hơn để mua được nhiều quần áo đẹp, và con yêu mẹ. Con chào mẹ. Nhân ngày 20 tháng 10, con chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Con yêu mẹ rất nhiều. Mama, 你是最好的, 我爱你. Con chào mẹ. Nhân dịp 20 tháng 10, con chúc mẹ luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn mãi mãi bên con. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của mẹ. Con yêu mẹ rất là nhiều. Con chào mẹ, thì hôm nay 20 tháng 10 chắc là lần đầu tiên con nói là con chúc mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc. Con yêu mẹ. Con chẳng có gì nhiều, mẹ đừng đụng đầu của con, cũng đừng tiêu
thích nữa. Chẳng có ai nấu dứa mà vào với cả canh khoai cả, nó rất là ghê. Mẹ cũng lo cho bản thân mình đi, cứ tiêu tiền của mình, con có nhiều tiền cho mẹ thì mẹ cứ tiêu đi, không cần phải dành dụm nhiều như thế. Con cũng sẽ cố gắng học tập, làm việc, kiếm tiền cho hai mẹ con mình đi Trung Quốc theo như hai ước của mình. Đây cũng chưa nói gì, chưa nói với mẹ. Thank you.